Một cuộc đời đáng sống là cuộc sống có mục tiêu. Mình muốn làm việc tại công ty quốc tế. Mình muốn du học tại Đại học Melbourne, Úc. Tôi muốn trở thành diễn giả để truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Tôi muốn truyền động lực học tập cho con cháu. Vậy, mục tiêu bạn muốn chinh phục trong cuộc sống là gì? Như một cuộc leo núi, hành trình chinh phục mục tiêu cuộc sống luôn có những thử thách. Có những lúc bạn muốn dừng lại, có những lúc thấy đơn độc. Đó là lúc bạn cần một động lực to lớn và một người đồng hành vững chãi. Năm 2013, Wall Street English bắt đầu sứ mệnh nâng tầm giáo dục Việt Nam với chương trình học tiếng Anh hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi góp phần tăng tỷ lệ sử dụng tiếng Anh trong các doanh nghiệp nói riêng và cả nước nói chung khi đào tạo hơn 32.000 học viên từ 16 tuổi. Chúng tôi trân trọng từng khát vọng của mỗi học viên và nỗ lực cùng bạn hiện thực hóa ước mơ. Chạm đến những đỉnh cao tri thức, mở ra cánh cửa thăng tiến sự nghiệp và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống. Mỗi bước đi đều in dấu của sự nỗ lực và cố gắng. Thành quả nào cũng thật xứng đáng. Và hành trình chinh phục mục tiêu của chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Today we're here to celebrate a milestone in the journey of Wall Street English Vietnam. A decade ago, in 2013, Wall Street English embarked on a mission to revolutionize English language education in Vietnam. Our unique teaching methodology based on a natural language acquisition has transformed the way English is learned. With a commitment to a 100% English speaking environment, our students have thrived, building their language skills and confidence. Our team of native teachers and local coaches has inspired countless individuals to reach new heights. Mastering the English language has enabled our students to travel abroad, study overseas, get a promotion or get a new job in an international environment. On this 10th anniversary, we reflect on our achievements and look forward to continuing our mission of empowering lives through language. Thank you for being a part of this incredible journey. Hãy cùng chúng tôi tạo nên những cột mốc đáng nhớ tiếp theo.